Sáng 22 tháng 10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc trọng thể tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho hơn 110.000 đảng viên của toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Đại hội 15 Đảng bộ thành phố Hải Phòng là đại hội nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống trung dũng quyết thắng và sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại. Cùng với việc thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, tham gia đóng góp và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Đại hội sẽ lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng đoàn kết, quy tụ, có năng lực tư duy và nắm chắc thực tiễn thành phố để bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đại hội. Đồng thời lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân thành phố tham dự, đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 14, đồng chí Lê Văn Thành, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 14. Báo cáo nêu rõ, Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy khóa 14, nhiệm kỳ 2010-2015 đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc quyết định đúng đắn, kịp thời các chủ trương, biện pháp và lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết Đại hội 14 Đảng bộ thành phố và đạt được những kết quả khá toàn diện. Báo cáo kiểm điểm cũng chỉ rõ những hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 14, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Thay mặt Bộ Chính trị, tôi đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức tốt công tác đại hội đảng các cấp và thực hiện đúng các quy định của Trung ương về chuẩn bị cho đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 15 của thành phố Hải Phòng hôm nay. Trong thành tựu chung của cả nước, có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền, quân dân Hải Phòng. Các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã giành được những kết quả quan trọng toàn diện, đạt đề được phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Hải Phòng đã khẳng định được là vai trò đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của miền Bắc, là một trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và là một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang được đẩy mạnh, Hải Phòng cần mạnh dạn đi đầu, là địa phương đi đầu trong cả nước về hội nhập quốc tế, tranh thủ thời cơ thuận lợi, thu hút nguồn lực, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp dịch vụ, thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại.